Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình xin tự giới thiệu thì mình là Tiên và mình đang làm sinh viên tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ mình ra nhiều video mới nữa nha. Và mình sẽ thường xuyên ra video vào tối thứ Bảy hàng tuần. Ok, cảm ơn các bạn. Thì video ngày hôm nay là video mà mình đã quay từ hồi mùng 4 Tết. Thì mùng 4 Tết là cái bữa mà mình sắp xếp tất cả những cái đồ của mình để dọn lên phòng trọ mới ở trên Sài Gòn đó mọi người. Và trong cái lúc mà mình soạn đồ này nọ thì mình có quay lại để mình có thể làm ra video này. Hồi đó mọi người thì mình thường rất là xếp đồ theo kiểu này. Mà mọi người biết đó, thì xếp theo kiểu này đựng vô vali không bao giờ đủ hết trơn á. Nhất là những đứa mà nhiều đồ như mình vậy nè. Mình tình cờ thấy được một cái cách xếp đồ ở trên TikTok á, và người ta chỉ mình là như vậy mà mình cũng đã học hỏi được. Bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn, những bạn nào mà chưa biết thì có thể tập xếp theo cách này giống mình nha. Nó giúp cho các bạn có thể thu nhỏ diện tích của vali các bạn lại và các bạn có thể chứa được nhiều đồ hơn nữa. Rồi thì áo thì sẽ xếp như vậy, còn quần thì các bạn xếp đơn giản hơn, nó kiểu như vậy nè. Rồi sau khi mà xếp đồ xong thì mình chuẩn bị thuốc. Đây là một số cái loại thuốc mà mình thường xuyên mình uống, mà của ba mẹ mình, của ông bà mình đã chuẩn bị cho mình để mình có thể đem đi học xa nhà. Đặc biệt là trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì cái việc có khẩu trang, có nước rửa tay có thuốc là bên mình nó lúc nào cũng mình cảm thấy an tâm hơn á mọi người. Mà các bạn học xa nhà nữa thì cái việc mà ba mẹ gia đình ở nhà lo cho các bạn rất là nhiều, nên là hãy bảo vệ bản thân của mình nha. Rồi ok, sau khi mà soạn đồ rồi soạn thuốc thì bây giờ là đến soạn sách. Sách là mình phải đem theo để mình có thể đọc, và sách để mình học nữa. A few moments later. Here we go! Rồi ok, vậy là đã tới được nhà của mình rồi, phòng trọ của mình. Đây là phòng cách của phòng trọ nè. Rồi nói chung là nó rộng, mình hay cảm thấy nó rộng. Và ở đây là cái bếp, có cái tủ lạnh. Đây là cái bếp nè mọi người. Rồi đây là phòng của mình. Phòng của mình là ở đây. Và mình rất là thích cái phòng này, tại vì nó có nguyên cửa sổ bự là bự. Nó rất là khác cái phòng mà ở dưới quê của mình. Và đây là phòng của cái bạn của mình, cái bạn ở chung của mình. Thì phòng này có phần nhỏ hơn, phòng của mình thì nó bự hơn xíu. Rồi sau khi mà xong hết rồi, bây giờ mình dọn tới phòng của mình. Cái này là mình đập gói hơi nha mọi người. Gói hơi thì nó tiện là khi mọi người chỉ cần sáng một cái là nó thành cái gói liền. Rồi sau khi mình trải gói xong thì mình trải ra nệm rồi xong ngủ. Đó là xong rồi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Rồi, ok, vậy là xong room tour của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video, và vì một số lý do nên mình phải trở về quê trong thứ Bảy tuần đó, cái tuần mà mình mới vừa lên xong á, tại vì mình phải thi bằng lái mọi người, nên là hẹn mọi người dịp sau mình sẽ có nhiều video thú vị hơn, ví dụ như video back to school hay là video tham quan ký túc xá của mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe để có thể xem những video mới nhất từ mình nha. Ok, bye bye.